Có bao giờ các bạn đi trên những con đường ở trung tâm quận nhất, các bạn đã gặp những cái con đường và sẽ hỏi rằng vì sao con đường này lại đặt tên như vậy? Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một con đường hết sức đặc biệt nằm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và ngay chỗ quận nhất luôn, ngay chỗ Dinh Độc Lập và nó song song với đường Lê Duẩn. Vì sao con đường này lại là đặc biệt? Bởi vì người được đặt tên cho con đường đặc biệt này cũng là người đặt ra cái nền móng cho chữ cũng như là cái tiếng cái chữ quốc ngữ Việt Nam của chúng ta. Vậy ông là ai? Ông là người đã đặt nền móng cho cái chữ quốc ngữ của Việt Nam chúng ta, đó chính là Alexander the Great, như các bạn đã thấy ngay tại đường đối diện với Dinh Độc Lập thì bạn sẽ bắt gặp được một cái con đường, đó là đường Alexander the Great ở thành phố Hồ Chí Minh ngay chỗ quận nhất song song với đường Lê Duẩn. Đây các bạn đi thì xem sẽ thấy. Và có bao giờ các bạn có tự hỏi rằng là cái người Alexander the Great này là ai mà lại đặt cái tên đường ngay tại quận nhất vậy hay không? Hãy cùng mình tìm hiểu xem đó chính là ai nhé. Alexander the Great là một người được sinh vào ngày 15 tháng 3 năm 1591. Ông mất năm vào ngày 5 tháng 11 năm 1660, nghĩa là ông sống vào thế kỷ khoảng thứ 17. Ông là một cái nhà giáo sĩ, ông là một người truyền giáo, và ông đã góp phần rất là quan trọng vào truyền bá những cái công giáo ở Việt Nam, đồng thời hình thành nên cái chữ quốc ngữ của Việt Nam. Ở đây là một cái thời niên thiếu của ông. Thì ông Alexander Ross, vị giáo sĩ này được sinh ra tại Avignon thuộc lãnh thổ của giáo hoàng, thì ngày nay nó thuộc miền nam của nước Pháp. Ông là một trong những ông được sinh ra trong một cái gia đình tương đối là khá giả. Theo một số tài liệu khác thì ghi lại rằng là ông sinh năm 1591. Nhưng cũng có một số nguồn khác thì ghi là ông sinh năm 1593. Sau đó thì ông hoàn thành cái hệ trung học tại quê nhà, rồi ông đi theo ông vào trong nhà dòng tại Roma Ý luôn vào năm 1612. Ông học thiên văn và toán học ở đó. Thì đó là một số những thông tin về thời niên thiếu của Alexander the Great. Vậy thì ông vào Việt Nam khi nào? Ông vào Việt Nam vào đầu năm 1625. Alexander cùng bốn với cha dòng khác và một tín hữu của Nhật Bản, thì nơi mà ông ta đi vào đó chính là ở Hội An Đà Nẵng, thì hồi xưa là Quảng Nam, nay là Quảng Nam Đà Nẵng, ngay chỗ cái khu vực đó, ngay chỗ Hội An. Thì ông bắt đầu học tiếng Việt và ông truyền giáo từ một cái cậu bé khoảng là 10, 12 tuổi thôi. Thì một số tài liệu có ghi lại rằng là ông viết là chỉ trong vòng 3 tuần lễ thôi, chú bé này đã dạy tôi học và biết được tất cả các cung giọng khác nhau của tiếng Việt và cách thức phát âm của từng chữ. Cậu không hề có kiến thức về ngôn ngữ châu Âu, thế mà chỉ trong vòng 3 tuần lễ này cậu đã có thể hiểu được tất cả những gì mà tôi diễn tả với cậu và muốn nói với cậu. Đồng thời, cậu cũng học và đọc được, viết được cái chữ Latin và có thể là giúp làm những buổi lễ. Tôi hết sức là ngạc nhiên vì cái trí khôn minh mẫn và cái trí nhớ dẻo dai của cậu bé đó. Sau đó thì cậu trở thành thầy giảng và giúp những cha, các cha truyền giáo vào là một dụng cụ được tông đời hữu hiệu trong việc là hoan báo tin mừng ở nơi quê hương Việt Nam. Thì đó là một cái số thông tin mà Alexander the Great có viết lại về cái ông truyền giáo, cái cách ông truyền giáo vào Việt Nam.
Sau đây là một số bài viết khác, ví dụ như về VietJet thì cũng đã có một lần đăng tải bài vinh danh người có công lớn để tạo ra cái chữ quốc ngữ Việt Nam. Trong đó thì có cái vị giáo sư Nguyễn Đăng Hưng thì cũng đã tới đó, và chúng ta đã làm một cái bia để tưởng niệm lại Alexander the Great. Đây chính là hình ảnh của vị giáo sư Nguyễn Đăng Hưng tại lễ dựng bia để tưởng nhớ vị giáo sĩ Alexander the Great. Ở đây thì chúng ta biết là tri ân cha Alexander the Great đã có đóng góp to lớn trong việc tạo ra chữ quốc ngữ Việt Nam, chữ Việt viết theo cái ký tự Latin. Tại cái buổi lễ này thì vị giáo sư Hưng cũng có nói về sự ra đời và phổ biến chữ quốc ngữ, có công sức nhiều của nhiều thế hệ từ các giáo sĩ Bồ Đào Nha, Pháp, Italia, rồi Tây Ban Nha, và cộng tác viên với người Việt, các học giả, ví dụ như là Trương Vĩnh Ký, Lương Đình Của, Phạm Quỳnh. Nhưng mà người có công thuộc đầu tiên, người có công đầu tiên và lớn nhất đặt nền móng cho cái chữ quốc ngữ Việt Nam vẫn là Alexander the Great. Và đây là những cái hình ảnh mà dựng bia mộ một số người đã tưởng nhớ đến vị giáo sĩ đã đặt nền móng cho chữ quốc ngữ Việt Nam. Vậy thì chữ vị giáo sĩ này đã mang cái giá trị gì về cho dân tộc Việt Nam mà chúng ta lại tri ân như vậy? Thì đây là một số cái ý kết luận lại những cái ý, những cái bài học mà mình rút ra được, đó là về cái lối chữ viết trở thành chữ quốc ngữ của xứ sở hơn 90 triệu người, cả đồng bào trong nước và ngoài nước sử dụng. Cái lối chữ viết được dùng để thể hiện những dòng lịch sử oai hùng của dân tộc. Lối chữ viết dùng để thể hiện được cái lời ru âu ơ ân cần của mẹ từ ngày sinh ra là một kiếp người. Lối chữ viết đó cũng được thể hiện sự yêu thương giữa các thành viên trong gia đình và tình yêu đôi lứa, những người tri kỷ. Nó cũng thể hiện được những cái tác phẩm, những cái nhạc phẩm bất tử như là Bạch Đằng Giang, Hội Nghị Diên Hồng. Cũng chính vì cái chữ quốc ngữ Việt Nam này mà chúng ta có thể tự hào là một dân tộc riêng biệt trong các quốc gia khác, kể cả những cái cường quốc khác còn phải vay mượn, thí dụ như là Úc, Ấn Độ hay là Nhật Bản. Đó là những cái giá trị mà Alexander the Great mang lại cho cái ngôn ngữ của chúng ta, người đã mang lại cái trình độ dân trí, làm giúp cho cái trình độ dân trí của người Việt Nam được nâng cao và được mở rộng ra khắp nơi trên thế giới, hòa nhập vào thế giới văn minh. Vậy thì khi bạn trở lại thành phố Hồ Chí Minh, đi trên con đường Alexander the Great, bạn đã hiểu được Alexander the Great là ai rồi nhé. Nếu như mà các bạn không biết thông tin về đây, nếu như các bạn thấy video này hay và mang lại cái kiến thức hữu ích cho các bạn thì hãy share cho mọi người cùng xem và biết Alexander the Great là ai nhé. Chữ quốc ngữ của Việt Nam mình được hình thành như thế nào? Hãy subscribe kênh này để các bạn xem những video mới nhất. Sắp tới thì mình sẽ nói về một nhân vật với một cái tên đường khác, đó chính là bác sĩ Yersin. Vì sao mà ông lại được vinh danh cũng đặt tên cái con đường như vậy? Thì các bạn hãy đón xem video tiếp theo để biết được đường Yersin đó là như thế nào, và ông là ai, vì sao mà lại được
Vinh Danh đặt những cái con đường ngay tại trung tâm như thế nhé. Hãy share cho mọi người cùng xem video này và nhớ để comment ở bên dưới video này nhé.